chào các bạn, thì mình đang đứng ở đây là cảnh của một chiếc máy bay B-52 rất là to. Ngày xưa nó đã từng thả bom xuống cái vùng đất Việt Nam của mình và gieo những nỗi kinh hoàng của người Mỹ đã làm cho chúng ta. Thì nhân ngày lễ 30 tháng 4 này thì mình cũng đã đi địa đạo Củ Chi và quay lại cái cảnh máy bay này cho các bạn xem. Các bạn thấy cái cánh, thể cánh nó rất là lớn và nó cũng đã mang rất là nhiều tấn bom của nó đã rải xuống vùng đất của chúng ta thời bây giờ. Thì người Việt Nam của chúng ta không bao giờ khắc phục trước những chiếc máy bay lớn như thế này. Họ đã sử dụng tên lửa và bắn hạ nó một cách rất là huy hoàng, và một khi nó rơi xuống đây thì người Việt Nam của chúng ta chỉ cần làm một chuyện, đó là lấy nó ra và làm nồi như son chảo thôi. Đây là cái cánh của nó nè. Đây là máy bay C-130 số 05. Cái cánh này các bạn, nó làm bằng sắt luôn á, sắt hoặc là thép á, nó rất là chắc luôn các bạn. Như cái khúc này nó mang nhiên liệu hay sao á. Đây là cái khu vực mà nó để hạ cái bánh xuống. Ở đây mình nghĩ chắc là cái buồng máy của nó nè. Sẽ đi hết một vòng cho các bạn xem. Máy bay lớn thật. Đây có cái khúc đuôi của nó nè. Các bạn thấy khúc đuôi của nó thôi là biết là như thế nào rồi. To thật là to luôn. Sải cánh tới 40 mét rồi. Xin chào các bạn, thì đây là chiếc trực thăng ngày xưa mà nước Mỹ đã điều quân tới, là lấy những chiếc bay máy bay trực thăng này và xả súng xuống miền đất miền Nam của chúng ta. Thì đối với những cái tinh thần của người bộ đội Việt Nam của chúng ta thì không bao giờ khuất phục với những cái chiếc máy bay trực thăng này. Họ đã dùng một khẩu súng B-52 mà để bắn hạ những chiếc máy bay trực thăng này. Đây là một cái chiếc máy bay đã còn tàn tích lại từ thời lịch sử ngày xưa. Đây bạn thấy những chiếc máy bay này nó rất là rộng lớn, tuy to lớn nhưng mà người Mỹ họ đã sử dụng nó để gieo rắc những cái nỗi chiến tranh kinh hoàng đến đất nước Việt Nam của mình. Đây là cái cánh của nó bằng sắt nha các bạn, những cái cánh của nó kìa, thấy rất là lớn luôn. Còn ở bên đây á là nó gắn một nguyên một cái dàn đạn này các bạn. Khi mà bỏ đạn vào đây thì người Mỹ sẽ bấm và cái đạn này nó sẽ bay ra ngoài. Đó là cái cánh của máy bay nè, bạn thấy lớn không, nó nặng cũng rất là nặng luôn á.